đang ở sân bay để có mặt để chuẩn bị đi Nhật. Thì cái hãng máy bay mình chọn là hãng Asiana Airlines, thì mình sẽ bay từ Hồ Chí Minh qua Hàn Quốc, được ở lại Hàn Quốc khoảng 2 tiếng đồng hồ, và mình tiến từ sân bay Hàn Quốc đi sang Nhật Bản. Yeah, đây là lần đầu tiên mình đi Nhật Bản đó mọi người ơi, rất là hào hứng và mình đi cùng rất là nhiều gái đẹp. Và đây là thông tin về cái chuyến bay của mình đó, các bạn có thấy không? Asiana Airlines này, từ Hồ Chí Minh và lúc 0:10 đi sang Hàn Quốc, Seoul, sân bay Seoul Incheon gì đó, và lúc 7:10 không rồi sẽ từ sân bay Seoul đến Sapporo Nhật Bản vào lúc 11:40. Đây là cái hãng mà mình đang bay Asia Airlines, và mình đang ký gửi hành lý. Thì bên này thì được mang tối đa là mua hành lý là 2-3 kg và xách tay là 7 kg. Nhật thì mình chỉ mang một kiện hành lý thôi nha. Đừng như bạn Tâm Anh mang 2 kiện hành lý và bị phạt là 2.559.000. Đấy rồi, chắc vậy. Khóc luôn. Về thêm một lần nữa em. Không, về thêm một lần 2.500.000 này nữa. Khóc luôn em. Thank you for flying Asiana Airlines, a member of Star Alliance. We hope you enjoy the flight. Rồi đây là sân bay Nhật Bản mọi người. Oh, so cute. Doraemon này. Đây. Đây là ekip của mình. Thì có ekip bên bên Nhật cũng có đến đón mình. Đấy. Đây là mọi người. Đây là sân bay Nhật Bản nha. Mọi người ơi, bây giờ mình mới ra ngoài thì thời tiết đang mưa phùn, đang khá là lạnh. Không giống như mình tưởng tượng ở trong sân bay, thì sân bay khá là ấm áp, còn ở ngoài khá là lạnh. Bây giờ mình đã có xe đón và mình sẽ lên xe thôi, sẽ về khách sạn. Mới gắn sim vào điện thoại thì mình đã mua cái sim này ở Việt Nam. Sim này là sim quốc tế, mình sử dụng cái gì 120 quốc gia luôn mọi người. Thì mình mua cái sim này là có giá là gần 400.000, thì nó được sử dụng trong vòng 1 tuần. Đây, các bạn có thể tìm cái địa chỉ mua sim là simdulich.com.vn. Ở đây thì mọi người vừa đi xe bên tay trái, không giống như ở Việt Nam mình. Đây mọi người thấy không? Đây xe là đi bên trái nha. Mình đi bên trái, mình lại tua sang phải. Hello, mình đã tới khách sạn rồi và
khách sạn có cho mình một cái mặt nạ, một cái mặt nạ mặt và một cái mặt nạ chân. Và đây mình chuẩn bị nhận phòng. I'm feeling high. Mua về đọc đi, bao nhiêu tiền đấy? Ghê đấy. Oh my god. Oh.